lôi ngay bản chân ra xem, biết số phận giàu nghèo mà không cần đi xem bói. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong nhân tướng học, bản chân được gọi là hạ đình, là bộ phận có tác dụng nâng đỡ cơ thể và di chuyển. Không dừng lại ở đó, thông qua việc xem tướng bản chân thì cũng có thể giúp ta đoán được phần nào về cái tương lai, về cái số phận cũng như là cái vận mệnh của mỗi con người. Bản chân mỗi người lại có hình dạng riêng biệt, không ai giống ai. Đôi khi thì nhìn bề ngoài có thể có những cái nét tương đồng, nhưng thực tế không có hai người hoàn toàn giống nhau. Thậm chí cả hai anh em sinh đôi giống nhau như hai giọt nước thì chắc chắn đôi bàn chân của họ cũng có những cái sự khác biệt nhất định. Vậy thì cái bí mật ẩn chứa đằng sau bàn chân của mỗi người là gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Xem bàn chân biết rõ vận mệnh sang hèn và tính tình của mỗi con người. Quý vị thân mến, chúng ta đã quá quen thuộc với rất nhiều cái bài trắc nghiệm, dự tính, dự đoán, tính cách trong cái tương lai hoặc là một cái số phận dựa trên những cái đặc điểm của bàn tay hay là ngón tay. Nhưng bao giờ các bạn đã nghe nói về cái bí mật ẩn chứa đằng sau cái đôi chân của mình hay chưa? Các đặc điểm ở trên đôi chân ấy mà ít ai có thể để ý sẽ thể hiện rất nhiều cái điều và về cái đặc tính, về cái tính cách cũng như là cuộc đời giàu sang hay là nghèo khó của bạn. Một, ngón chân cái dài hơn các ngón còn lại. Quý vị thân mến, nếu ngón chân cái dài hơn các ngón còn lại hoặc cũng có dáng chân người Ai Cập, tức là gì? 5 ngón chân từ ngón cái tới ngón áp út xếp theo một cái thứ tự là từ lớn đến nhỏ, tạo thành một cái đường thẳng thì xin chúc mừng bạn vì bạn có số giàu sang phú quý. Thông thường, người có bàn chân kiểu này là người có đầu óc sáng tạo, nhanh nhẹn, nhanh trí, đầu óc luôn tràn ngập những ý tưởng mới mẻ. Trong mọi tình huống thì họ luôn giữ được cái thái độ bình tĩnh và tìm ra hướng giải quyết vấn đề một cách trọn vẹn, toàn vẹn nhất và biến nguy thành an. Ngoài ra, họ cũng là những người có thể giữ được cái bí mật, được nhiều người tin tưởng và tín nhiệm. Bên cạnh đó, ngón chân cái là đại diện cho sức khỏe và tài chính. Nên nếu ngón chân này đầy đặn, tròn trịa, nhiều thịt thì chứng tỏ không sớm thì muộn, bạn chắc chắn cũng có một cuộc sống là giàu sang và sung túc. Không chỉ vậy, bạn còn có thể được kế thừa những cái sản nghiệp của tổ tiên để lại. Tiền bạc thì không bao giờ phải lo nghĩ, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều cái áp lực. Ngược lại, nếu ngón chân cái ngắn nhưng cái rủi đục ấy thì cuộc đời sẽ vô cùng là khắc khổ. Thứ hai, ngón chân cái, ngón chân thứ hai và ngón chân thứ ba bằng nhau. Độ dài của ba ngón chân, ngón cái, ngón thứ hai và ngón thứ ba bằng nhau được gọi là kiểu chân La Mã. Những người có tướng chân này thì tính tình là hài hòa, hướng ngoại, dễ được người khác yêu mến. Thì ngoài ra, những người này có tính cách độc lập, tự tin vào bản thân, ghét phải phụ thuộc vào người khác. Nên lúc nào họ cũng cố gắng để tìm kiếm cái con đường phát triển riêng cho mình. Bên cạnh đó, những người này còn có cái số khởi nghiệp sớm. Ban đầu thì gặp không ít những khó khăn và trở ngại, nhưng cuối cùng thì lại thành công rực rỡ, hưởng một cuộc sống là vinh hoa phú quý. 3. Lòng bàn chân lõm sâu vào. Quý vị thân mến, phụ nữ có lòng bàn chân lõm sâu vào đều là những người giàu sang phú quý. Cho dù là hoàn cảnh gia đình hay là cái tài năng cá nhân của họ thì cũng đều là những cái thứ mà người khác không thể so sánh được. Đấy. Kiểu người này là người tài phú, thịnh vượng. Đồng thời họ cũng là những người có khả năng quản lý tài sản và có tướng là vượng phu ích tử. Tiền tài trong nhà thì cũng có thể giống như một quả cầu tuyết, càng lăn thì càng lớn dưới sự quản lý của những người phụ nữ này. Đồng thời dưới cái sự chỉ điểm của họ thì cái sự nghiệp của người chồng sẽ rất thịnh vượng. Do đó kiểu người có tướng như vậy thì muốn nghèo cũng khó. Thứ 4 là gót chân đầy đặn và hồng nhuận. Thưa quý vị, người có gót chân tròn đầy, hồng nhuận thường là những người có phúc và phúc của họ còn lan sang tận con cháu. Nếu nam giới mà sở hữu gót chân này thì họ là những người có năng lực, biết cách làm ăn, mua bán, con đường sự nghiệp thì được rộng mở. Nếu là phụ nữ thì họ là người có số vượng phu ích tử, lấy được người chồng giàu sang, yêu thương mình hết mực. Bên cạnh đó, nếu gót chân nổi rõ những đường vân, bạn là người có số cực vượng. Nam giới trong cái công việc thì luôn thuận lợi và suôn sẻ, nếu kinh doanh buôn bán sẽ phất lên nhanh chóng. Nếu là nữ giới thì bạn là những người mạnh mẽ, quyết đoán không kém gì đàn ông. Cuộc sống của họ cực kỳ giỏi giang và thành đạt và được mọi người công nhận cái năng lực của mình. Nếu gót chân có lằn xoáy thì đây là những người mà có tham vọng lớn. Họ có thể làm tất cả mọi việc để đạt được cái mục tiêu của bản thân. Đây là những người rất đáng khâm phục.
nhưng có một số người sẽ trở nên cực kỳ là nguy hiểm do là họ không từ cái thủ đoạn nào để đạt được cái mục đích của mình. Quý vị thân mến, cách xem bói qua bàn chân cho biết nếu mà gót chân có lằn thớ thì đây là cái tướng người hèn hạ, suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm, không có chí hướng phấn đấu, cả đời thì nghèo khó. Gót chân mà bằng phẳng thì trí lực kém và không có cái ý chí vươn lên trong cuộc sống, nên cuộc sống sẽ thì không thể nào khá lên được. Thứ năm, lòng bàn chân có nốt ruồi. Thưa quý vị, theo nhân tướng học thì nốt ruồi nằm ở cái vị trí này là cực đẹp, mang lại nhiều cái tài lộc cho người sở hữu nó. Nữ giới mà có nốt ruồi này thì là những người có khi sinh ra đã có rất nhiều cái may mắn. Họ là những người giỏi ăn nói, có tài và làm được những cái việc phi thường. Nốt ruồi này càng to càng đậm thì chứng tỏ người ấy càng giàu sang về sau. Họ là những người mà không phải lo lắng tới cái vấn đề về tiền bạc, không phải lo lắng quá đến cái vấn đề là đến cái kế sinh nhai, đúng không ạ? Từ nhỏ tới lớn thì họ rất được cha mẹ chiều chuộng và được yêu thương. Khi bước chân vào xã hội thì cũng có được quý nhân giúp đỡ, nên là hầu như không bao giờ phải lo lắng quá nhiều. Thứ sáu là khe hở giữa các ngón chân lớn. Thưa quý vị, phụ nữ mà sở hữu cái bàn chân có các kẽ ngón chân lớn là tượng trưng của dưới bàn chân có mắt chứa tiền, nên cả đời không phải lo lắng về cái chuyện tiền bạc. Những người phụ nữ này thì sinh ra đã có phúc, không chỉ điều kiện gia đình tốt mà gì còn có hàng ngàn hàng vạn quý nhân ở bên cạnh. Cho dù là đường tình duyên hay là đường tài vận thì đều khiến người ta phải ngưỡng mộ. Sau khi kết hôn thì họ lại mang cả cái tài phú cho cả nhà chồng nữa. Mỗi năm thì một phú quý, không những trẻ lâu mà tiền tài thì cũng tiêu không hết. Thứ bảy là ngón chân út tách ra độc lập. Thưa quý vị, những người mà có ngón chân út tách ra độc lập thì thường có lối sống cứng nhắc, gò bó. Họ luôn hy vọng có ai đó hay là việc gì đó tác động để làm thay đổi cái cuộc đời của họ. Họ là những người muốn cuộc sống có cái sự kịch tính đối với công việc, và họ thường nhanh chán, không hứng thú và đôi khi thì bị kích động, không làm chủ được cái bản thân. Thì ngoài ra, những người có bàn chân mà có kiểu này thì rất thích mạo hiểm, rất ưa mạo hiểm và tìm kiếm những cái thứ mới lạ trong cuộc sống của mình. Họ dễ dàng thành công nếu mà có người cổ vũ một cách nhiệt tình. Ngón chân út rất ngắn thì những người sở hữu bàn chân này thì có tính cách là ương bướng, bảo thủ, thích chống lại những ý kiến của số đông và thường làm theo cái cách riêng của mình, mặc kệ cái thái độ của mọi người xung quanh ra sao đi chăng nữa. Đó. Thứ 8 là xem tướng gan bàn chân. Thưa quý vị, sở hữu cái gan bàn chân mà nhiều cái đường vân ấy và mềm mại cho thấy đây là những người có quý tướng. Ngược lại, gan bàn chân mà không có cái đường vân và thô là biểu hiện của những người hà tiện bần cùng. Nếu trên gan bàn chân của nam giới xuất hiện cái vân rùa thì đây là những người phải gánh vác cái trọng trách lớn của gia tộc. Còn nếu vân mà trông như là thêu như gấm thì sẽ là người có sở hữu những tài năng lớn và có nhiều lộc lá về sau. Vân hình chim là những người được tin tưởng, được tín nhiệm, giao cho giữ những chức vụ quan trọng. Đó. Thứ 9 là đặc điểm của móng chân. Thưa quý vị, những người có móng chân hình tròn, trơn, bóng, sắc hồng hào thường có số giàu sang phú quý. Đặc biệt nếu là nữ giới thì có mệnh làm phu nhân, không những được hưởng cái tiền bạc từ nhà chồng mà còn có kẻ hầu người hạ để sai khiến. Nếu mà cộng thêm cái đặc điểm móng chân nó cụp xuống thì lại càng chứng tỏ người này giàu sang phú quý và dễ trở thành tỷ phú. Quý vị thân mến, không chỉ có đôi bàn chân mà ngay cả cái dáng đi của một người thì cũng góp phần nói lên cái sự hình thành, cái sự thành công trong công việc của họ, đúng không? Thực tế mà nói, đó là một trong những cái yếu tố đánh giá dễ dàng và chuẩn xác nhất về thực tế, về vận mệnh của một con người. Theo nhân tướng học, cái tướng đi xuất phát từ cái bộ tướng sang hèn và thọ yếu, đúng không? Bởi vì khi đi lại thì cả thân thể sẽ cử động và mọi cái cơ quan chức năng thì sẽ phát ra. Dáng đi của con người thành đạt với cái tư thế là ưỡn ngực, hóp bụng, đúng không? Và ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Những người quý phái khi đi thì đã không rung, không động, không lắc. Sau đây tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, theo quan niệm của cổ nhân, đi là động, đúng không? Nó thuộc dương, nó thể hiện cái phong thái, thể hiện cái tính cách của con người. Nội tâm suy tư thế nào thì bước đi sẽ đồng điệu như thế đó. Người có phúc tướng khi đi thì như nước chảy không ngừng. Người tầm thường thì bước đi như cây gặp gió. Muốn đánh giá về cái dáng đi thì phải quan sát từ xa, và khi người ta đi chỉ có một mình, một cách tự nhiên. Và dưới đây là một số cái dáng đi cụ thể phổ biến nhất mà chúng ta có thể đánh giá được. 1. Vừa đi vừa cúi đầu, cúi mặt về phía trước. Thưa quý vị,
Những người có dáng đi lúc nào cũng chúi đầu về phía trước, cúi gằm mặt xuống, bước đi trong cái tư thế vội vàng, thường là những người có tính cách nóng vội, bất cẩn và hay phải lo nghĩ nhiều. Những vấn đề về tiền bạc, tài chính thì cần phải dùng cái thái độ bình tĩnh để xử lý. Nếu mà nôn nóng ấy, chỉ có thể làm hỏng việc mà thôi. Điều đó lý giải tại sao mà những người này tuy kiếm được tiền không ít, nhưng mà gì vì hấp tấp nên là có thể là trắng tay chỉ sau một đêm hoặc sau một thời gian ngắn. Đây là một trong những cái đặc điểm của tướng người không giữ được tiền của. Thứ hai là đi bộ chân thong thả, dùng ít lực. Dáng đi này có thể được miêu tả là cái cách đi chậm chạp, bước chân nhẹ nhàng, không dồn nhiều lực xuống dưới đôi bàn chân. Người đi kiểu này thì cũng thường kèm theo cái ánh mắt của chủ nhân hay là gì, hay ngó nghiêng trái phải theo mỗi cái bước đi của mình. Đôi khi thì họ nhìn hai bên một cách vô thức chứ không có cái ý gì, không có gì đáng chú ý ở xung quanh. Là những người này thì là những người điển hình cho mỗi người mà có ý chí kém cỏi. Họ thích sống đơn độc, dễ nhận thấy đây là những cái người mà không thích giao tiếp và ít bạn bè. Trong công việc thì cái hiệu suất làm việc của họ khá là thấp. Trái ngược với cái ý chí làm việc thấp thì nhóm người này lại hơi xa rời thực tế và chỉ luôn mong muốn được ngồi mát ăn bát vàng, ngồi ở địa vị có quyền cao chức trọng. Tuy có tính hiếu kỳ nhưng bản thân lại thiếu kiên nhẫn và thiếu cái sự bền bỉ ý chí, khiến cho nhóm người này thì có ít cái cơ hội để thành công hơn. Thứ ba là có thói quen khoanh tay khi mà đi lại. Các bạn thân mến, nếu bạn thường khoanh tay trước khi bước đi thì điều này cho thấy bạn là những người khác dễ bị tổn thương. Đây là cái thói quen bạn nên cân nhắc và phải thay đổi. Đặc biệt nếu bạn là phụ nữ có xu hướng khoanh tay khi mà bước đi một mình hay là ở những cái khu vực xa lạ. Tuy nhiên, những kẻ tấn công thì thường chọn những cái đối tượng yếu đuối, có đặc điểm phòng vệ này. Nên các bạn hãy cố đừng khoanh tay mà bước đi. Hãy đi một cách bình tĩnh với tốc độ nhanh vừa phải khi mà các bạn đi một mình. Thứ tư là dáng đi chữ bát. Quý vị thân mến, dáng đi chữ bát có nghĩa là khi đi thì hai gót chân hướng vào, đúng không? Bàn chân thì bành ra giống như là chữ bát. Nhóm người này thì khi đi hay dùng cái lực rất nhiều ở bàn chân, dáng vẻ vội vàng, nửa thân trên thì lại lắc lư trái phải nhẹ nhàng theo mỗi cái bước đi. Về mặt thẩm mỹ thì dáng đi chữ bát là một dáng đi không đẹp. Họ không thay đổi, chứng tỏ cái tính cách của họ là cố chấp, cố hữu. Họ là những người mà không dễ dàng thay đổi cái hành vi của mình, dù cho thiên hạ có thay đổi đến đâu đi chăng nữa. Theo thống kê thì phần lớn những người có dáng đi này thì có trí tuệ khá là thông minh, làm việc khoa học và không gây ồn ào. Tuy nhiên, cái nhược điểm của người này ấy, lại là họ chỉ thành công với những cái công việc liên quan đến giấy tờ, chứ không giỏi về các công việc đòi hỏi trong cái kỹ năng giao tiếp. Thứ năm là dáng đi vừa lắc vừa đảo. Thưa quý vị, dáng đi mà lắc đảo, tức là cái bước đi nó không có quy luật cố định nào cả. Có lúc thì họ đút hai tay vào trong túi quần, hai vai rụt lại, đúng không? Có lúc hai tay lại thoải mái mà ưỡn ngực ra mà đi. Tính cách của họ rất là hào phóng, rất là hào sảng, không câu nệ cái tiểu tiết. Xưa nay họ không vì những cái lời khen hay là chê của người khác mà làm thay đổi cái hành vi của mình. Đi theo cái cách của mình, ai nói thì kệ họ, đúng không? Là quy tắc hành động của những người này. Người mà đi kiểu này thì nói chung là rất thông minh. Họ có ý chí tạo ra cái sự nghiệp và những cái ước mong cao xa. Nhưng nhược điểm của những người này là có lúc họ quá đề cao cái vai trò của mình, vì thế mà hay tranh chấp. Đặc biệt là trong cái trường hợp mà họ có lý thì không dễ gì họ chịu nhường nhận những người khác đó. Thứ sáu là dáng đi luôn vội vàng và hấp tấp. Thưa quý vị, những người đi mà hai chân bước vội, nhịp đều đều, nhanh mà không loạn, là những người thẳng thắn, cởi mở, có khả năng lãnh đạo và có tác phong làm việc nhanh nhẹn. Đây vừa là cái ưu điểm lại dễ trở thành cái nhược điểm của họ. Tính khí thẳng thắn, thẳng thừng nên họ dễ gây mất lòng với những người khác. Nếu mà không biết tiết chế cái cảm xúc của mình ấy, thì dễ gây bất hòa, gây mâu thuẫn. Họ có cái nhìn khá là bao quát về mọi thứ nhưng lại dễ bỏ qua những cái tiểu tiết mà có thể là gì, để lỡ đi mất những cái tình tiết quan trọng. Cái điều này rất dễ khiến cho họ mắc phải những cái sai lầm trong công việc. Thưa quý vị, thông qua cái việc quan sát những đặc điểm của đôi chân cũng như là cái dáng đi lại thì chúng ta có thể phần nào đoán định được về cái tương lai, về cái vận mệnh, về cái tính cách cũng như là về cái khả năng thành công của một con người. Tuy nhiên thì dáng đi thì có thể điều chỉnh được. Nếu bạn phạm phải một trong các dáng đi xấu thì các bạn hãy cố gắng điều chỉnh càng sớm càng tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.